hello anh em nhá. Hôm nay lên sóng cho bác em ngũ trường thuần 100% luôn các bác nhá. Cao cầu các bác nhá, cao cầu dáng ngũ trường các bác nhá. Chim thuần cho các bác. Em này vừa mới về các bác nhá, điện còn chưa căng hẳn đâu. Các bác mà mua em này về thì các bác chăm thêm nhá. Bây giờ em sẽ treo nó ra để nó ở kia cho nó hot tự nhiên các bác nhá. Các bác thấy em ngũ trường này đẹp không các bác? Rất là đẹp đúng không các bạn? Em nó không quay ra đây để em quay đầu mặt nó nhỉ. Đầu mặt con này đẹp lắm các bạn. Các bạn để em ra em xoay lồng một tí nhá, để cho nó quay mặt ở đây. Động vào lồng vẫn không nhảy được con nhá. Đây. Đây đầu mặt đây các bác nhá. Mời các bác chiêm ngưỡng ạ.
Đẹp không các bác? Họa hai bên nét căng nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn chân này. Tối quá rồi các bạn không ấy được, không lấy nét được chân nhá. Chim đói. Chim quá đẹp các bạn. Ôi các bác ơi, video nó khá là dài nhé, em xin phép dừng video đây. Chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video sau nhé các bác nhé. Nói chung là con chim này nó rất là ok đấy các bác, nó thật sự. À, anh em nhớ là về chăm thêm một chút nhá, nó sẽ căng lại thôi. Chim nó mới về các bác. Đẹp lắm các bác. Thôi em quay thêm tí nữa. Nghe nó hót sướng đời quá.
Xin chào tất cả các bác nhé. Video hơn chục phút rồi. Chào tất cả mọi người nhé.